Hello, xin chào cả bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Khánh. Thì video này thì theo ý các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn hát đội hình của Hàn Quốc nha. Thì bước đầu mình sẽ cho bạn coi đội hình của mình trước nha. Đội hình của mình thì có 1 Văn Khánh, cầu thủ này mình tạo và có quốc tịch Hàn Quốc, với Kim Jong Su, đúng không? Với Son Ho Min. Rồi mình ra nha. Thì nếu các bạn nào thích đội hình Hàn Quốc thì các bạn cứ làm theo mình nha. Bước đầu thì các bạn cần thố cái game này ra. Rồi xóa luôn nha. Rồi các bạn nhớ bật wifi vào mạng dữ liệu nha. Khi đã bật xong thì các bạn vô Google nha. Rồi các bạn nhấn vào mục tìm kiếm. Link thì mình đã sao chép rồi, chút nữa mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả video này nha. Các bạn nhắn vô. Rồi các bạn đợi một chút nha. Thì tốc độ chạy phụ thuộc vào mạng của các bạn thôi. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh mình nhé. Cho nó lao với ta. Rồi tìm kiếm lại nha. Thôi bị chưa ghi trước. Anh em đợi mình chút nha. Mình coi mạng của mình đã. Rồi, anh em đợi mình chút nha. Rồi tới giờ này, tại hồi nãy mạng lát thôi, mong anh thông cảm. Khi cái tới cái mục này thì anh em nhấn mục tải xuống nha, nút tải xuống trên này nè, mình nhấn vô thì nó sẽ chạy một lượt, xong nó sẽ lùi lại. Rồi tải xuống cái này thì nó tải rất nhanh đó, mới đó mà đã xong rồi. Khi tải xong cái này thì anh em ra nha. Rồi các bạn vô mục ES quyền tập tin nha. Mục này thì mình đã giới thiệu nhiều rồi. Mục này các bạn có thể tải trên Google Play cũng được, mình nhấn vô này. Cái này là một trang chủ của game, đó là một trang chủ của ứng dụng này. Các bạn nhấn vào chỗ ba gạch nha. Thì các bạn nhấn, trước tiên là các bạn nhấn mục nội bộ, là nó hiện ra home mode trang chủ thiết bị tải xuống. Thì các bạn nhấn mục tải xuống nha. Đó các bạn thấy trên này mục các bạn vừa mới tải xuống là đội hình quốc gia Hàn Quốc. Cái mục này hồi nãy mình vừa mới tải xuống luôn, các bạn nhấn vào nó. Cái này thì nó không cần dạy ném nha. Các bạn nhấn mạnh cái này thì nó sẽ hiện ra cái ba cái mục là dạy ném, tìm kiếm US với chép. Các bạn nhấn mục chép giùm mình nha. Rồi các bạn nhấn vào chỗ ba gạch lại nha. Các bạn nhấn vào mục trang chủ. Rồi sau đó các bạn chọn mục Avajoy nha. Đây mình nhấn mạnh cho bạn coi là Avajoy nha. Đó Avajoy này, trở về nhấn vô. Sau đó các bạn nhấn mục data. Rồi các bạn kiếm cái mục game the game thôi này. Game từ game từ thường trong này máy mình thì nó có hình, cùng mấy các bạn nào mà không có thì các bạn có thể nhớ tên này nè. Các bạn có thể nhớ cái tên này và tìm cái tên đó và nhắn vô. Mình thì có hình rồi, nhắn vô. Rồi sau đó các bạn thấy hình, thấy mục file không, các bạn nhớ mục file. Rồi các bạn xóa cái mục này đi, xóa ok. Sau đó các bạn dán cái mục khác lại, dán. Rồi khi dán xong cái này thì các bạn vô game nha. Rồi chắc được rồi đó, mình nghĩ là được. Cái này thì nó không chỉ là hát đội hình Hàn Quốc đâu. Rồi vô này, mình nói này, cái này thì đã hát được rồi đó. Cái này thì nó không chỉ hát đội hình Hàn Quốc mà nó còn hát logo của Hàn Quốc, áo của Hàn Quốc, sân nhà sân khách của Hàn Quốc, và cũng hát tiền luôn nha các bạn. Thì là 16.777.500 đồng. Rồi mình sẽ cho bạn coi cầu thủ của Hàn Quốc mình vừa hát nha. Thì cầu thủ Hàn Quốc thì hồi nãy mình có đá là mình phối hợp chiến thuật 4-1-2-3 với tiền đạo là Son Heung-min, Ki Sung-joon, Lee Won-go. Cầu thủ này biệt danh là Messi Hàn Quốc, sinh năm 98, giờ 20 tuổi mà cầu thủ này đá rất hay ở Ý đó. Anh em biết chứ này. Anh em, mình nói này, trong cái này thì có những cầu thủ là do mình tạo nha.
đó, có cái cầu thủ là mình một phần là mình tạo rồi. Nếu như các bạn thích đội hình nào thì các bạn có thể vô trong này sắm cũng được nha. Rồi cái này là một đội logo và áo đó, siêu tự nhắn rồi. Thì cái này thì mình đã đá online rồi nên nó sẽ đá được nha, các bạn đừng lo, đã được nhắn vô đá thôi, nhưng mình không thích đá rồi. Quá rồi, trở về nha. Đá ever chỉ đá đúng giờ thôi. Rồi, thôi. Và video này cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này và đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh mình nhé. Còn các bạn nào mà muốn mình làm đội hình nào thì các bạn cứ comment lại nha. Và có thể các bạn suy nghĩ là hôm nay giọng mình sẽ kỳ nha, tại hồi nãy mình live stream game nói hơi nhiều nên giờ giọng nó bớt rồi, nó xuống giọng á. Rồi thì một thời gian sau mình sẽ làm vlog, mong tất cả anh em ủng hộ nha. Rồi thank you các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã coi video này nha. Bye, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Whoa, come on guys, subscribe right now.